Nằm như này bệnh tật này không làm ăn gì được thì nghĩ là chết thì nó xong đỡ phải khổ. Mà nghĩ là mỗi giờ chết đi rồi còn đứa con nó cũng khổ. Hành trình thoát béo của chị Oanh. Chị Nguyễn Thị Oanh, mẹ đơn thân, cụt một bàn tay. Sau khi sinh, cân nặng lên tới 80kg, thừa cân dẫn tới béo phì, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, tiểu đường và luôn bị khó thở, nhiều đêm trằn trọc mất ngủ. Chị đến viện thẩm mỹ Korea chỉ với một nguyện ước có thể giảm béo để có sức khỏe tốt hơn, có công việc tốt hơn để chăm lo cho con gái. Sau khi được bác sĩ thăm khám vùng tích mỡ, chị Oanh được cấy tinh chất Mactin Nanomax. Chị Oanh sau 1 tháng làm liệu trình giảm được 9kg, phấn khởi chia sẻ về những cải thiện tích cực về mặt sức khỏe. Tên là Oanh, đến từ Hải Phòng, em giảm 9 cân và 20cm. Kết thúc liệu trình, chị Oanh giảm được 15kg và 29cm vòng eo. Tiệc giảm béo cuối năm, giảm mỡ thần tốc trong 7 ngày, ưu đãi 70%, mua một vùng tặng một vùng, tặng nâng cơ trẻ hóa da trị giá 108 triệu đồng. Giảm bao nhiêu cân tặng bấy nhiêu tiền, tăng liệu trình đào thải độc trị giá 60 triệu đồng, tặng combo hồng nhũ hòa trẻ hóa vùng kín trị giá 45 triệu đồng, tặng váy thời trang, váy dạ hội cao cấp. Chương trình áp dụng từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 24 tháng 1.